Đây là cái ghế mà không ai muốn ngồi dù chỉ một lần. Người đàn ông trong bức ảnh chính là tác giả của chiếc ghế này, với mục đích để trừng phạt những kẻ lang thang đến thị trấn của ông để ăn cắp hoặc là phá hoại. Đây được xem là hình phạt nhẹ. Người phạm tội sẽ được đưa vào bên trong chiếc ghế này, đôi lúc buộc họ phải cởi hết quần áo. Và do làm bằng kim loại nên chiếc ghế này có thể nóng hoặc lạnh tùy theo thời tiết. Thường thì người phạm tội sẽ bị nhốt trong chiếc ghế này từ 10 tiếng cho đến 1 ngày. Và cái ghế này cũng có những bánh xe dùng để đẩy những người này đi khắp thị trấn, làm cho người ngồi bên trong nhục nhã trước công chúng.